không nhích nổi luôn á. À, nhích nổi rồi. Who is this Dr. Michaels? I think he's the head scientist on this Did you find him? Yes and no. Từ từ đã. Trước khi ngồi nói chuyện, ta phải đi ở nâng cấp giáp đã. Blur Projector. Oh, what the fuck? Nghe awesome vậy. Bên đây gì đây? Electric Bun. Oh shit. Fuck boy. Dissection field, observe from non-alerted enemy vision. Ủa điểm này Spider-Man gì đấy? Cái này là dùng để gì ta? Ủa điểm ảnh, ảo ảnh à? Giống như kiểu ảo ảnh gì trời. Ủa? Hả? Khó hiểu quá. Nâng cấp skill đã. Slow time before fatal hit. Có cái bộ này đẹp quá. I thought you guys were working together. So did I. Okay. I have an idea on how to find him. I'll let you know if it works. Okay, mình phải đi kiếm Dr. Michael something. Ông đó là một trong những ông tiến sĩ trong cái dự án hơi thở quỷ gì đấy. Yeah, but so did Lee. No, what happened? Lee corrupted him and made him kill himself. That's horrible. We have to stop this guy. We will. Before Delaney died, he gave Lee a name, Morgan Michaels. Morgan Michaels. Thì thôi. Not sure, but I bet he works on the Devil's Breath project. Have you learned anything from that Devil's Breath file? Yeah, get this. A few years ago, Osborne came to Fisk and asked him to build a lab, but to keep it hidden from regulators. Ooh. Secret lab? For Devil's Breath? If it's as dangerous as we think it is, I can see why. Where's the lab? That's not in the file. Osborne made Fisk destroy all records of it. All I have are invoices from Osborne's personal account. Trời, có con chim nữa kìa. Thôi, tốn thời gian quá. Không tốn chim đâu. Fisk, he kept the invoices around for blackmail material on the mayor. Everything leads back to Norman Osborn. Guess it's time to pay him a visit. Norman Osborn. I doubt he's gonna tell you anything. Wasn't planning to ask. Huh. Tính ra đây là mấy ông lớn liên quan tới nhau không à? Cái trời này. What? Phải lên đây á. Okay. Okay, that's how I can get into Norman's office. Yeah, phải vô phòng làm việc của ông Norman. Shutting down some security systems. But if they see me, they'll put the whole place on lockdown. Ôi, cái này phải đi ninja nè. Đi ninja đột nhập vô cái căn phòng của ông này. Should be able to hack into the security network modules from the outside. Đầu tiên là hack trước. Hộp, nhẹ nhàng thôi. There are the network cables. Ôi, just need to follow them to the security module. Đi theo cái đường dây này á. Đường dây. Ooh. There we go, a security module. Ooh. Xịn nha. Looks like there's four of these around the building. Sao không hack được? À đây rồi. Một cái nè. What the hell? Security teams call in. Sable team Alpha standing by. Trời má ơi, xung quanh toàn mấy thằng lính đặc nhiệm đứng canh không à. Just when I thought it would be easy. Trời má ơi, phải đi cẩn thận á, tụi nó bắt đầu tụi nó nhìn này kìa. Còn một cái nữa đâu ta? Một cái nữa chắc là thừa nó sẽ nằm đối diện đúng không? Mình mặc bộ này nó hơi sáng không ta, kiểu như nó hơi phản quang. Kiểu như tự nhiên có một con nhện màu xanh lá bòi vòng vòng căn nhà, nó có hơi kiểu vô lý không nhỉ? Chắc không đâu, mấy kia mù lắm. All stable teams. Looks like we have some sort of software problem. Ok, đây rồi. Copy that. Continuing exterior sweep. Ôi, cái đèn. Ôi, này, cái này phải né đúng không vậy? Ôi, phải chậm thôi. Khúc này là phải chậm thôi em ơi.
Má ghê quá. Trời ơi, coi kìa, mình phản quang màu xanh lá luôn á mà tụi nó không thấy. Ồ, hụt rồi mày. Mày đúng mù luôn á trời. Oh my god, oh my god. Ồ, vậy chỉ cần đụng vô cái đường laser đó là bị thấy. Cái này là trải nghiệm game phải không? Chúng ta phải đụng thử cho biết coi chuyện nó như thế nào. Chứ thật ra mình biết là đụng như cái đó là mission fail rồi. Nhưng mà mình phải đụng như các bạn biết là nếu chuyện gì xảy ra như thế nào phải không? Bây giờ ta làm lại nè. Làm lại và nghiêm túc hơn nè. Mấy cái đường nó chậm rì nè, coi giờ mình chạy full tốc mình chả bị nữa nè. All stable teams. Looks like we have some sort of software problem. We're calling in a specialist. Copy that. Continuing exterior sweep. Cái cam nó cứ thay đổi hoài một mình ghế trời. Kiểu như tại mình bấm chạy nhanh đó, nó sẽ thay đổi cái cam. Ôi ôi ôi, mày hụt hụt hụt. Rồi 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 rồi. There's the second module. What? All agents, someone's taking control of one of our subsystems. Hack thêm được một cái nè. Delta Protocol. Thôi ơi má ơi, bây giờ nó không phải là một tia nữa mà là nó mấy con bay bay biết chọi đèn. Stable teams, I need a status report. Exterior sweep negative. Ghê không má ơi, cái tàu tháp này chỉ cần mới tắt điện một cái thôi là bao nhiêu con. Bẹp rồi. Hay ấy hấp dẫn đấy, cái quét này hấp dẫn. Okay, just two more modules. Hai cái. Là gì là gì là gì là gì. Ok ok. Không sao không sao. Không sao, không sao, không sao, it's good, still good, man, still good. Ôi, oh, sợ quá. Cái này giống như là mày chơi cái trò gì á, né tia sáng. Mà thiệt chứ ngoài đời mà có cái đây nào. Có cái một cái tòa nhà. Một cái tòa nhà nào giống như tòa nhà này chắc là biết sao mà để hack được vô luôn á. Thêm một cái nữa nè. 85th tức là tầng 85. Trời ơi, bây giờ là nguyên một chiếc trực thăng luôn. Are you fucking kidding me, man? Hi MJ, a little busy right now. Còn nói chuyện điện thoại nữa, mẹ nó đang căng lắm rồi. Okay, just don't do anything. Không sao, không sao, không sao, mẹ mém tí bị cục đèn đó. Mấy cái cục đèn này bự quá, né đéo được. Từ từ nó phải đi lên, hình như nó sẽ đi lên đúng không? Nó đi lên mình sẽ bò phía dưới. À, đấy. Ok. Rồi, 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 still good. Ổn, still ổn. À, cục. Bà mẹ nó sao nó dí sát quá vậy, sợ vậy, trời má ơi. Cái tượng màu tím có một con nhện màu xanh lá đang bò lên. Gì mà. Are you fucking kidding me, man? There's the last one. Một cái cuối cùng nè. Nice. Now I can get into Norman's office and hopefully find out more about Morgan Michaels and Devil's Breath. Má ơi, thì trước sự bài là bên báo quá bạn. Lockdown. Not yet. Mr. Osborne is in the middle of an important call, but keep tracking. There must be someone out there. Tụi nó biết hay không? Tụi nó biết là có người nhưng mà tụi nó không dám lockdown bởi vì tụi nó chưa chắc. Lockdown là kiểu mình bất khả xâm phạm. Hold on. Switching to a secure line. I'm way ahead of you, Wilson. I had my people go through all your files. If you try to expose our business arrangement, it'll be your word against mine, and I'm not the one behind bars right now. Wait. Is Norman talking to Wilson Fisk? Trong này nói chuyện với Fisk. What are you talking about? The Neo statue from the auction house. They must be talking about that file MJ found. Jackpot. Trời ơi, vậy là mấy ông lớn tại mấy ông chùm chơi nhau không à? Bởi vậy. Sợ lắm. Awesome. Dr. Morgan Michaels is the chief scientist, but the location of the lab is redacted. Redacted là sao ta? Giấu đi hả? AI controlled CRISPR.
that actually works? AI control GNA. Cystic fibrosis, Huntington's. This is crazy. Oh. Đây là gì trời? Better fit the genome editing with AI controller gRNA to identify and relate genetic mutation and error. Là kiểu như là một cái loại gì đó dùng để cái gì đó dùng để gì đó. Đây là 6 nè, viral delivery mechanism immune system infected subject highly contagious. Once it was set up by the infected deceased. Viral delivery mechanism indirectly target immune system. Cái này như dễ bị lây ấy, kiểu như một con mà bị thì 40 con còn lại sẽ chết hết, ví dụ như là miếng chuột nè. Càng hết. Sao mà cho cái coi hình ghê vậy? Má bị ban xịt chim chất. One infected is quick to global epidemic. 27 is devil's breath. It's designed to cure diseases, but in its current form it's like a bioweapon. Đây là lúc đầu là cái này là dùng để dự chữa bệnh, nhưng mà do là phát triển nó cứ kiểu như là nguy hiểm quá. Bây giờ nó không như là một cái vũ khí sinh học hơn. Dr. Michaels keeps the only sample with him at all times. That's why Lee wants him. We find Michaels, we find Devil's Breath. Larry, what the risk if we get out of here? Nightmare could be an old scope. No, it's not on the same amount of time. Căng phết. Ui, thì mẹ em gì rồi. Căng thẳng đấy. Cốt chuyện. Khi này hay đấy. Tức là cái tập đoàn Oscorp muốn phát triển một cái gọi là sao ta, huyết thanh có thể chữa được bất bệnh, nhất là những bệnh về gen mà diễn như là về già. Những cái bệnh về gen thường là những cái bệnh mà về già, kiểu như gen khi mà kiểu não bị yếu đi á này nọ, nó sẽ thay thế gen bằng những cái xịn hơn hoặc là mới hơn. MJ, nhưng mà bị một cái là mấy cái Devil's Breath wasn't designed to be a weapon. It's a treatment for genetic disorders. Genetic disorder. Và bây giờ hiện tại thì bây giờ nó vẫn chưa ổn định, cho nên là không khác nhiều vũ khí sinh học hết. Căng thẳng phết. Charles Standish is being held at Sable's Central Park compound. If anyone knows Michael's location, it'll be Oscorp CFO. CFO là gì ta? Reach him? That place is crawling with guards. How are you trying to reach him? Very, very quietly. Gotta go, partner. Sneaking into a Sable compound. That could go bad fast. Căng phết. I should head to Central Park. Đi thôi. Hay nhờ, tính ra cái này không khác gì một bộ phim luôn á. Tính là nếu mà làm thành phim. Bây giờ phải đi kiếm CFO là gì ta, quên mẹ rồi. Chung là một cái gì đó khá là quan trọng, giống như là mẹ CEO vậy. Nếu nhớ. Peter, I've had an epiphany. It's all about the mind. Take me for example. A mind of unlimited potential, shackled to a tired, old body. Think of what that mind could achieve if it were freed. In developing our neural interface, we need to think beyond replicating the tired putterings of our physical forms. Instead, reach into imagination and possibility. Reach into the mind. I've never heard Doc this excited by a project. Học tiến sĩ đang nói về cái gì vậy? Too excited. Rồi đây nó tiến sĩ thì mẹ đang muốn làm một cái gì đó đột phá cho thế giới hả trời. Tính ra biết sao cái game này có những cái mà kiểu như là tư tưởng giống như của mình vậy á, mà nó một cách hơi sai lệch một tí, nhưng mà mình cảm thấy rất là thích. Thì mày game này hợp cho mình quá mày. Nhau hiểu không? Gotta have something to do on stakeouts. Oh my god. Vụ gì đây? Vụ gì đây đây? You coward to assault a helpless person like that. Mày thiệt chứ. Trời, cái này là làm gì vậy? Tụi nó không thèm quýt trả luôn kìa trời. Ôi vãi lồn thế. Cái này là giống như là kiểu làm cho nó bị mù vậy á. Ôi mày hết rồi.
bum. Oh what? It's not fun getting beat up? We'll sit with that for a while. Ooh. Ah, headache. Tin. Nó cục. Where are you, MJ? Thôi ơi, bị bắt con mẹ rồi. 15 phút trước đó. What? Reach him. That place is crawling with guards. How are you trying to reach him? Very, very quietly. Con nhỏ này lầy thiệt chứ. Standish is somewhere in there. Gotta get past that guard. Thiệt chứ con này lì lắm luôn á. Time to see if these lures Pete gave me work. Trời ơi, thiệt chứ. That gap in the fence looks promising. Just need to distract the guard. Distract the guard là hai tụi em là phải. Out of the way, fella. Thiệt chứ. Mấy này thiệt chứ, nên đuổi việc mấy này đi mấy. Gonna check on our house guest. Stay here. Copy. House guest. Must be Standish. He's here somewhere. Cái đè thằng này nó đéo nghe à. Lòn. Lòn. What the fuck? Nhìn ngồi sau lưng đi mày. Đúng rồi, hợp lý rồi đó. Phái liền, mấy này nó đủ việc hết đi trời. Mày làm bảo vệ như cứt ấy. Để cho một nhỏ con gái, để biết võ công gì hết cũng đi qua được. Am được camera. Ui, thì mày sợ quá. Ai cũng bị giết hết trơn rồi. Gì đây? Time to move. Standish, I knew it. I've got to get to that tent. Làm sao vô nói chuyện như thế này? What the fuck? Thiệt chứ? Bao nhiêu lính canh? Phải rồi. Lock out comms as well. I do not want leaks to press about Michael's or Devil's Breath. Crap. Generator tripped. I won't distract him for long. Trời ơi, thiệt chứ? Are you kidding me, man? Trời ơi, thiệt chứ? Nhìn thằng kia nó phế nha. Wait, what the fuck? Oh my god. Convoy gonna be ready? 5x5. As soon as boss gives the word, we'll get Michael's point to the new safe house. They're moving him. Have to find out where before we lose our shot. Patrolling sector, status clear. Huh? Who's there? Oh my fucking god. Ê mày quay mày ok xíu được không? Stand by control. I heard something. Đúng vậy, thằng này quay mặt qua đây xíu được không? Huh? Who's there? Thôi ơi, cái game kìa, thôi ơi, vậy cũng đi qua được chứ đâu đầu quá đi mất. Hình như em fucked up. Truck's about to move. Should use it as cover. Go. Oh my god, are you kidding me, man? Oh my god. It even worked, guys. Oh no, look at that shit. Made it. Cái game này thiệt chứ rất là hay nha, nhưng mà chỉ có những khúc này là cực kỳ vô lý. Chỉ có khúc này là cực kỳ vô lý thôi á. À không, hết vô lý rồi. Cái này là mình phải cố tình nữa không? Nếu mà chuyện gì sẽ xảy ra khi mà mình bị phát hiện á, cho các bạn trải nghiệm game. Chứ mình biết là đụng cái đó là mình sẽ bị bắt mà. Nhưng mà chúng ta phải thử xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu mà bị bắt. More units. He carries the only sample of Devil's Breath. I will not be responsible for pandemic. Understood, ma'am. How many men Sable has? She won't be able to stop Martin Lee. The hell was that?
hey, over there, over there, over there, over there, over there. Đúng rồi, cho nhìn mấy cái đó đi mấy đứa. Game dễ, game là dễ, không có gì khó hết. Looks important. Dr. Michaels is in one of these. Standish might know which one. Thôi ơi, làm sao mà từ đây qua đó vậy trời? There's Standish's tent. Oh my fuck. Thì chứ từ đây qua đó như là một cái gì đó impossible vậy. Thôi ơi, tôi lại không thấy mình nữa nè. Ô khoan đã, thằng lầu thấy mình đấy nhỉ. Copy, making a sweep. Không có cách nào mà từ đây chạy thẳng qua đó hết á. Ok. Từ từ là cứ từng cái trước đã. Đầu tiên là thằng này phải nhìn qua đây. Oh no, hay quá, thằng kia chưa thấy mình. Không lẽ mình chạy vèo quá ta. Thôi ơi, mày cũng chạy qua được nữa này. Thời ơi, giết tao đi. Trời ơi, giết tao đi. Game gì vậy trời? Thời ơi, giết tao luôn đi. Tao chẳng chạy qua được luôn nè. Thời ơi, what the fuck? Thời ơi, tự nhiên game hay quá, những khúc này vô lý quá, hết vui rồi trời ơi. Nói chứ làm sao đi vô được cái phòng ở đây bay. Oh my fucking, oh my god. Get movement, get movement, I stand back. Hình như là đâu, cái này là mình cố tình đó các bạn hiểu không? Mình cố tình để mình cho thằng này nó đi cái này. Đó, không, thằng đó nó sẽ kiểu như nó check it down, nó check it down chỗ đó xong phải không? Xong rồi nó sẽ tiếp tục check it down nè. Đó, xong rồi nó check it down. Nó check it down vãi liền luôn nãy giờ. Đó, cho nó thêm check it down thêm cái nè. Sao mình mình len lỏi sao đứt nó mình đi vô là các bạn có thấy hay không? Ôi đẹp mẹ. Woo! So good. Đúng rồi, con này phải có trai thằng game. Bất game. Charles Standish. Holy crap. Charles, where is Dr. Morgan Michaels? Lee sent you, didn't he? No. He wants to kill me? You tell him to do it. Do it himself. I'm not with the demons. I'm not with Sable. I'm a reporter. I'm a reporter. And I want to see Lee stopped. Just like you. Watson. I've read your byline. Sable won't listen to me. She has Michaels in the Bowery. They're moving him to a new safe house tomorrow at noon. But she's totally ignoring Grand Central. Grand Central? The demons were talking about it when they held me. They're going there to get... Oh my god, Spider-Man! To get what, Charles? What do the demons need to get at Grand Central? What the... Charles! Oh! What the hell? Was that a Sable guy? Definitely not a Sable guy. Sorry, Charlie. Okay, time to Wait, go. No, he knows something. Trời ơi, Spider-Man phá game ghê trời. Mẹ nó, con này nó thấp hỏi ra được. Thằng này thông tin quan trọng rồi. Spider-Man vô hù các này té cái đập đầu luôn mẹ. Đúng là phim. À không, đúng là game. Game là những phim. Có những chi tiết cực kỳ là vô lý để làm cho cái game thêm sống động hay không?
Các bạn hiểu không? Tại vì cái đó mà lúc mà con này mà nó biết được cái thông tin quan trọng đó là coi như là game over, nhưng mà rất tiếc là cuối cùng là sẽ kiểu no no Spider-Man fucked up no so we have to play more. Well, that was maybe the most awkward swing of my life. MJ is not happy. Thôi ơi, bạn gái giận luôn. Bạn gái giận vì video của bạn gái. Xong rồi lên level luôn. Để bạn này xịt nha. Hey, okay, another thing. Sorry, Charlie. You knock a man out, destroy my background research, and the best you've got is sorry, Charlie. Is everything a joke to you? What? MJ, no, chơi. I screwed up. It was a tension breaker. Tension breaker, right. You know this is exactly why we broke up. I thought we broke up so you could focus on your career. We broke up because you wouldn't stop treating me like a baby. Don't do this, MJ. Don't do that, MJ. Oh, that's too dangerous, MJ. Trời ơi, tội I nghiệp have nha. Super spider powers, but I'm not made out of glass. You snuck into the middle of an armed military. You know what? Can we? Chết nhau rồi. Did you learn anything about Dr. Michaels? Fine. Michaels is in the Bowery somewhere. Sable's moving him tomorrow at noon. Awesome. Anything else? Was he saying something about Grand Central before I jumped in? He was... No. Thở dài. It was nothing. Khó chịu nha. Listen, I gotta go, Peter. Filing deadline. Peter. Cúp máy luôn. That's how you know she's still mad. Peter. Peter. Nice work, Mr. Superhero. Thiệt chứ. Man, I'm worked up. Gotta blow off some steam on patrol. Cãi nhau căng nha. Mà thiệt chứ con kia cũng lì thiệt chứ, má mình mà có bạn gái như này mà con em trai chắc mình tức lắm luôn á. Lì vãi lên. Nó tức là bởi vì Spider-Man lúc nào cũng kiểu như là mày chăm sóc nó, trong khi thì mày nói là cái đứa mà chui vô giữa nguyên một cái gọi là mày chạm quân sự của người ta. Cứ làm mình nhớ tới ai ấy nhỉ? Đi sang chim thôi. And the chase is on. Woohoo! That's Miles' mom. Hello? Mr. Parker? It's Dario Morales. I want to thank you for getting Miles the job at the feast shelter. Glad to. And please call me Peter. Mr. Parker is probably someone more together than me. I should tell you, he has reservations. I finally gave him a choice. This or more therapy. He needs this. He just hates to feel like a victim or be pitied. Gotcha. I'm the same way. I'll what the me. Fuck? And I'll make sure I'm there his first day. Thank you again. This means a lot to both of us. Mấy lò con chim nó ra đây làm sao mà đu nó đây? Thiệt luôn hả? Trời, con chim nó bay ở đây sao không có đồ đu luôn, xong tự nhiên tính là West Hell luôn. Best game ever, man. Tại mở map phải có gì để làm không? Oh, bơm. Đi giải bơm đi. Giờ chưa có quest mới, do là nó phải cho mình đi vòng vòng để mình lấy thêm đồ. Cái Spider-Man cũng ngây ngô vậy. Chia tay giữ gì tưởng là... Biết lý do Spider-Man chia tay Mary Jane luôn rồi á. Là Spider-Man quan tâm quá mức hay không? Cho nên là Mary Jane cảm thấy khó chịu. Đó, một bài học cho mấy ông á. Đừng quan tâm người con gái quá mức. Nhiều khi thì mày cứ vô tâm đi cho nó khỏi đánh đổ thừa. Cứ vô tâm là hay nhất. Khi nào nó kêu mình vô tâm thì mình quan tâm. Còn nó mà kêu mình đừng quan tâm nữa thì... Gas game hả? À đâu phải, hết hồn. Gotta follow that drone. Ủa, nhưng mà phải làm gì phải không vậy? À, phải đụng vô cái đó hả? Ê, làm lại được không? Can we... mày do it again, please?
guys, can we do it again? Cái này phải đu theo cái đường bay của nó. Từ từ đã, mình làm quen đường bay của nó trước nữa. Hand down. Cái này dễ nè, mà tại lúc đầu không biết luật cho nên là lát nữa đập lại được. Ôi để mẹ hụt chân. Now I can catch the drone. Put it on better. Ooh. Again, làm được. Cái này đuổi theo nhanh được. Tập trung nè. Here we go. Tum tum tum. Ôi cái bộ này nhìn lạ quá ta. And action. Follow that drone. Got one. Căng nha. Ôi da, ai da, ai da, ai da. Ôi ui, dính cái này nữa rồi. Mất nhịp vậy. Trời ơi, dính mặt quá. Nó mà chui vô hai cái nhà khó chịu nha. Trời ơi, gần được rồi. 40.000 lần hả? 40.000 là vừa phải đủ hết tất cả mấy cái chấm á, mà còn phải đi nhanh nữa. Ok, hai cái cũng được, chấp nhận đi. 40.000 thì gần cũng được mà tốn thời gian lắm. Ôi, thì mày xung quanh có hết à? Ok, where do we go now? Sao chưa có quét mới ta? Ờ, có quét mới rồi, đi thôi. Peter, I'm about to begin another test. Oh, sorry. My bus broke down and there were no cabs. But I'll be there as soon as I can. Đi thôi, ông tiến sĩ cần mình. You know what I like about you, kid? You're always getting better. Gee, thanks, creepy stalker. Cái thằng này nào ta nó cứ nói chuyện với mình chứ gì. Taskmaster. Is he leaving me tasks? That's kind of on the nose. There's a group of mercenaries committing crimes across the city. These merc. Vô học tiến sĩ coi. Na 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 na. Để coi tiến sĩ có gì mới. Hay mình nhập tóc giống Spider-Man nhỉ? Quê mặt qua nhìn cái coi. Cũng có thể. Dr. Octavius. Hey, sorry I'm late. Morning, Parker. Or is it evening? That doesn't matter. Ông này không biết chữ sáng tối. Sensors, would you? We need a faster response time. On it. Cho ông này có vẻ hơi cục pizza. Try to get it under 3 milliseconds. Oh. Doc loves these things. Used them in grad school when he had to manipulate radioactive isotopes. This is it, Peter. Our breakthrough. Làm gì đây? The neural interface will put Octavius Industries on the map.
Optimize the headpiece. Đây, lại tiếp tục cái trò là lập toán này. À! Cái gì đây? Direct làm sao cho dưới 3.5 3 ms hả? Okay, optimize this power relay. Target voltage E1 1 hả? Ok. Đây 1 and 1 and 2 and wait what? Ủa? Lấy cái này được không ta? Hết rồi. Thổi sâu mát. Nice. Okay, what next? Trời ơi, má ơi, mới giảm được 0.7 giây à. Phải tiếp tục thêm một lần nữa. Looks like some impedance in this neurosensor circuit. Bây giờ phải là 3 hả? À. Ok, đầu tiên là sẽ là cái này bị khóa rồi. Từ từ ơi, cái này phải trừ 2 phải không? Cảm giác như phải trừ 2. Đúng rồi. Mấy trò này mình chậm kinh lắm. Mấy cái trò xài não này mình kinh lắm. Xuống được bao nhiêu đây? 3.6 rồi. Còn một cái nữa thôi mới đi xuống được 3 giây. Signal to noise is out of whack. A new signal processor should reduce lag. What the hell man? Trừ 2 trước đi nè. Cộng 4. Ok, bây giờ ta phải cần giờ hôm nay thì có trừ 1, trừ 3, trừ 2, mình đang cần là 5. Mình đang cần là 5 thì có thể đi qua đó là 4. Hoặc là hai cái 4 á. Cái này là khoảng là 8 rồi nè. Nhưng mà mình chưa có cái trừ. Khoan đã, quá. Cái này là trừ 3 đi. Ủa đâu? 4. Mà cái này là trừ cao nhất là được 3. Vậy là còn thiếu bao nhiêu trời? 3 là 2, 2, 4 là 6. Đâu là phải 8 chứ đúng không? Là phải cái này là 4 hoặc là 2 cái 2. Ok. Cái gì vậy? Máy bấm gì vậy? What? What did I just do? Sao tự nhiên mình lại xong rồi? Để hiểu gì đâu? What the fuck? I got it, Doc. 2.8 milliseconds. Good work, Peter. Hình như mình bấm nhầm chỉ skip chứ phải không vậy? Mẹ nó, hình như mình bấm sai, bấm vô chỗ chỉ skip rồi. Trời ơi là trời. Là thôi, nói chung là mình cũng làm đúng rồi, quan trọng này hai kệ mẹ đi. I don't know man. I don't freaking... And action. Xịn nha, vậy là điều khiển bằng não luôn. Không cần phải đeo vô nữa. Sẵn sàng để cho nút stop rồi nè. Ôi, đi mẹ xin chứ. Má nhìn ông tiến sĩ này mà căng nha. Ông tiến sĩ này nhìn mặt này giống ai ai ta. Tự nhiên ông tiến sĩ này là mình nhớ tới một người á. Xe me hả? Yes. Nhớ xe me lắm.
đi căng vậy. Đúng rồi, nhà mạo này hơi giống xe me. Chúng ta sẽ gọi là Doctor of the xe me. Trời vãi liền vậy. Trời ơi. Phải luôn. Đi bên nhà mặt cười giống xe me vậy, đúng luôn. Nghiến răng nè. Nhưng mà lại hơi giống độ độ rồi, quá tập pháp. Không mà giống xe me giống độ. Đi mà xin nhớ. I call that a mild success. I call that unbelievable. Chết rồi. Do you need some help? Yes. Ông này ông không tự mở được. À, tại vì cái này á sử dụng cái cánh tay ảo á cho nên là bị ảo tưởng sức mạnh của cánh tay luôn. It's become that obvious. Tự nhiên là the doctors call it a degenerative neurological disorder. Probably caused by overexposure to toxic chemicals in my reckless youth. Sorry, is there anything I can do? Ông này ông bị gọi là thái chào. The worst part is it only affects the muscles. The mind continues to work, but vấn đề ông này là bộ não của ông vẫn còn hoạt động tốt, nhưng mà cơ thể của ông bây giờ yếu quá rồi. I'd like to keep it that way. Of course. Ông bị bệnh, nói chung là bị yếu. If you'd like to seek a position with more of a future. I came here to work for you because of what you've got up here. And that's not going what? Anywhere. Ông đấy, ông tự nói mà, ông bị cái bệnh gì đó, degeneration, bla 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 gì đó. Degeneration là thoái hóa hay gì á. Thoái hóa. Lùm lùm đi, biết. Làm gì có máy không cho tháo ra. Điên không, cái này chưa tới cái mức, chưa tới cái mức là tháo ra. Nói chung á, là có ông tiến sĩ này là hình dung ra vấn đề của ổng rồi. Vấn đề của ổng là ổng quá thông minh đi, nhưng mà cơ thể ổng quá yếu đi. Cho nên là chắc chắn là ổng sẽ bị theo đuổi cái quyền lực đó, là chắc chắn là ông. Nếu mà đúng như trong phim á, tức là đúng như trong cái kiểu phim á, là ông sẽ kiểu chế một cái máy để ông điều khiển bằng não ông thôi, để thay thế cơ thể ông luôn, xong rồi ông bị cái máy đó kiểu như là lợi dụng, kiểu như người Satan. Ông làm dụng cái máy đó, xong rồi ông trở thành người xấu luôn, chắc chắn là vậy luôn. Vậy vậy. Khổ lắm. Go to Octo Office. Thì đúng như phim mà nó sẽ như vậy, nhưng mà không biết là trong game nó sẽ khác không. He'll lose control of his motor functions within a year. And if we're not careful, an intracranial implant could make things even worse. Yeah. Even alter his personality. Hình như đây là hình não của ông nè. Mẹ sợ quá. Mẹ não của ông này kinh quá, chui mẹ não to thế. Đó ta thời gian à. Ồ, chị Nam nhắn tin. Doc, I'm sorry. My aunt just texted. No worries, Peter. I was thinking of taking a break myself. Vô vỗ vai ông này cả ra. Thanks. I'll be back in a... I only wish you told me sooner, Doc. I didn't want to burden you. And if I'm honest, telling you made my condition that much more real. Đơ 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 đơ. Hay vậy là mình có cảm giác như là mấy ông tiến sĩ này thế nào cũng trở thành kẻ xấu à. Lúc nào cũng vậy đó, cái kiểu mà nó người mà quá thông minh á, mà kiểu như là bị hận cuộc đời á, do một phần là kiểu như cuộc đời không đưa đẩy đúng cách á, và thế nào cũng sẽ trở thành người xấu à. Vậy các bạn thấy không, cứ ngu ngốc đi, ngu ngốc sẽ là một cách tốt nhất. Đừng cố gắng gì mà trẻ trâu nữa. Ê đồ, đừng cố gắng tỏ ra thông minh nữa. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip vừa rồi của mình. Thì các bạn nào thấy hay nhớ like và share cái video này và subscribe cho kênh YouTube của mình nha. Ngoài ra các bạn nào muốn theo dõi những cái buổi livestream của mình thì có thể download app Nemo TV cùng với việc là vào cái đường link này để theo dõi kênh livestream ở trên Nemo của mình. Và bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn các bạn ở những cái video lần sau.